bị bắt quả tang đi vào nhà nghỉ cùng với trai. Cô vợ nói không hề thấy nhục. Yêu nó bao nhiêu ngày rồi? Hơn 20 ngày rồi. Hơn 20 ngày, ăn nằm nó bao nhiêu lần? Ủa, ăn nằm như thế nào thì được biết rồi. Ăn nằm với nó bao nhiêu lần? Nói chính xác đi. Chứ không phải nói kiểu đó đâu. Nhà này bây giờ không có chứa chấp cái thứ như vậy đâu. Ăn nằm với nó bao nhiêu lần? Ăn nằm với nó bao nhiêu lần? Người biết trơn rồi thì có đăng mạng hay gì vậy? Ta không bao giờ ta đăng trên mạng, hiểu chưa? Cái thái độ như này ta quay đỡ ngày mai đỡ cho ba Hùng mẹ Thảo thấy cái thái độ không hối lỗi. Hối lỗi gì ta, ta không xin lỗi đâu. Mày sai rõ ràng ràng mày không xin lỗi hả? Mày chấp nhận mày sai mà mày không xin lỗi. Hả? Mày sao cái con người mày thủ đoạn táo rỡ dữ hả? Ở mày bỏ con này, buổi tối mày bỏ con mày đi chơi là sao? Đi chơi với trai, ăn nằm với trai là sao? Như vậy là chồng bắt tận tay đi vào nhà nghỉ cùng với trai. Nhưng mà thái độ của cô vợ thì các bạn có thể thấy đấy. Rồi, nhơ luôn. Bây giờ yêu nhau bao nhiêu ngày rồi? Tụi bay ăn nằm nhau bao nhiêu lần? Lần thứ nhất ở đâu? Nhà nghỉ. Nhà nghỉ tên gì? Em quen Kiều là quen cho vui hay là yêu thật sự? Quen cho vui thôi, quen để chịch thôi. À, xấu hổ, mày thấy xấu hổ không Kiều? Không xấu hổ luôn. Nghe nó nói không anh? Nghe nó nói không? Cái con người không biết nhục mày. Nói thiệt chứ anh. Anh nói với con nè. Đáng lẽ là anh bắt hai đứa này tại nhà nghỉ anh giết à, chứ không đỡ đâu. Nhưng mà anh vì danh dự của anh, vì danh dự của ba mẹ, vì danh dự của Putin anh nữa, vì danh dự của nó nữa, nó không biết giữ danh dự gì cả. Không hề hắn gì, dạ. Không rõ là nội bộ gia đình đã có những lục đục gì, nhưng mà có con lớn rồi, hai người thì vẫn chưa được ai đấy đi. Thế mà ly cặp kè, rồi là thái độ là nhơn, không sợ gì thế này thì tôi thấy thật sự là đáng buồn cho anh chồng. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.